năm 2016, chúng ta tiếp tục với kinh Vô Lượng Thọ. Hồi sáng chúng ta học đến công hạnh khả năng bất khả tư nghì của các vị Bồ Tát ở cõi cực lạc Tây Phương. Chiều hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với nội dung đó. Kinh văn nói rằng, trong nước an lạc, chư Bồ Tát đối với vạn vật không có tâm ngã, không có tâm ngã sở, tâm ngã sở. Ngã và ngã sở. Ngã là tôi. Ngã sở là cái của tôi. Cái của tôi. Các vị Bồ Tát ở cực lạc Tây Phương đối với vạn vật không có tâm ngã sở. Tại vì tất cả đều do ý sinh. Cần thì ý sinh. Xong rồi thì thôi. Cho nên trong cái sự thanh tịnh giải thoát này không có tâm ngã sở. Thường thường đã nói có ngã, xin lỗi, có ngã sở thì tự nhiên phải có ngã. Tại vì do có ngã cho nên mới có ngã sở. Luôn luôn hai cái đối tượng đó nó phải đi đôi với nhau. Có tôi mới có cái của tôi. Mà đã gọi là có cái của tôi thì dĩ nhiên phải có tôi. Ở trong trạng thái chấp ngã, cái tâm chấp ngã dễ sợ lắm quý vị. Cái tâm chấp ngã dễ sợ lắm, không đơn giản đâu. Chiều lại, chiều tối lại, thầy cầm mấy triệu bạc ở Việt Nam. Thầy muốn đi mua xi măng để làm chùa. Nhưng mà sau giờ tụng kinh tối, thầy phát cho mỗi chú ở Việt Nam, mỗi chú 100 đồng, 100 ngàn. Rồi tới sáng, thầy nói hôm nay chùa làm thiếu xi măng, mấy con có ai phát tâm cúng dường tiền để mua xi măng không? Phát không nổi. Hả? Mới có ăn đêm thôi mà phát không nổi. Cầm vô trong tay rồi là nó dính mách vô liền. Mặc dù tiền là thầy nghĩ là thầy đi mua xi măng, nhưng mà thầy muốn khơi dậy cái tâm bồ đề, cái tâm xả thí của người học trò. Sợ người học trò không có cái duyên khởi cái tâm đó. Cho nên thầy đưa đồng tiền là để thầy tạo duyên. Chứ mình nó dính luôn. Chúng ta thấy dễ sợ không? Nhiều khi làm cái người thầy tìm đủ mọi cách đó cho học trò mình nó mở cái tâm ra. Mặc dù mình cầm tiền trong tay mình đi mua xi măng rồi có gì đâu. Nhưng mà thuyết phục nhiều lắm. Nói đi nói lại. Khuyến hóa nhiều lắm. Thì có ông á thì cũng bỏ trọn ra. Nhưng có ông bỏ trọn 10 ngàn. Có ông đem 20 ngàn lại thối lại cho con 5 ngàn. tức là đủ thứ loại tâm hết. Từ đó mình thấy rằng trong tâm chúng ta chấp ngã thật là nặng nhọc. Rất là nặng nề. Và đây là cái của tôi. Ngày xưa thầy nghĩ mua một chiếc xe đạp cho hai chú đi học. Anh em với nhau thì cùng đều nhau mà đi để tốn tiền của thầy, chùa khó khăn. Nhưng mà cái xe đó hư không ai sửa hết. Thầy sao mà thầy thấy không ổn, thầy mới cho luôn. Cho một chú một chiếc. Thì lúc bây giờ xe ngon lành. Ngã sở đó của tôi. Cho nên giữ gìn lau chùi. Rồi mượn xe là không cho. Không cho. Hồi tại sao không cho, tu hành mà không cho. Nói tại vì mượn đi phá hư. Đi sau đó không biết rồi về cởi xe đến khác nó không chịu. Tức là cái ngã sở cái xe như vậy. Nó y như vậy đó. Chứ mà khi cởi đi mà thấy nó khác về là không chịu. Mà đúng y chang hối ra tại sao bây giờ mượn xe rồi nó ngã. Ngã xe. Thành ra nó nghiêng sao không đó. Mà anh là anh đới cái xe nó khác đi. Tức là cái ngã sở nó từng ly từng tí từng chút như vậy. Bởi vậy cho nên cái chấp trước này dễ sợ lắm. Cái chấp sâu hơn nữa đó là chấp là chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cha mẹ của tôi. Mà cái chấp nặng nhọc nhất đó là cái chấp con cái. Chấp con cái. Thường thường thấy nó vậy đó, nhưng mà con cái có gì đó là người cha người mẹ rất đau đớn. Cái chấp ngã.
Đừng nói chi đó là đừng nói chi là các cái vật chất khác. Nói như thế thầy nói cũng chung chung thôi, chứ thực ra có nhiều người cũng có những trường hợp là người ta cũng chẳng có chấp con gì đâu, mà người ta chấp tiền nhiều hơn. À có người đó đụng tới cái tài hoặc của họ ấy, là họ quý giá hơn. Còn vợ con là cái chuyện nó chưa chắc đâu. Nói cho vui thôi, chứ mà đụng cái tài vật của họ là có chuyện với họ đó. Thành tùy theo cái loại tâm khác nhau mà nó có cái sự chấp, mà hay càng chấp chừng nào là càng dính mắc ở cõi này chừng đó. Hôm nay chúng ta muốn sanh Tây Phương Tịnh Độ, chúng ta tập cái tâm xả bỏ. Xả bỏ đây không có nghĩa rằng là chúng ta buông bỏ hết rồi tay trắng, rồi không có tiền để mua gạo ăn, không phải như vậy. Mà xả bỏ đây tức là mình xem nó là một cái phương tiện sinh tồn tạm thời. Phải quán chiếu nhiều lần nhiều ngày như vậy để thấm nhập. Nếu như nó có rời khỏi tầm tay của mình cũng không có khổ đâu. Cái đó mà nếu như mình nó còn khổ đâu là biết rằng mình còn vẫn còn chấp trước nhiều lắm. Tập cái tâm này rất khó ha, cố gắng. Các vị Bồ Tát ở cực lạc Tây Phương không có tâm nhiễm trước. Nhiễm là sao? Tức là gì hả? Ví dụ như nhiễm là mình không thấy nó tác động mạnh, nhưng mà nó từ từ, nay chút mai chút, chơi với bạn giống như đi trong đêm sương, tuy không ướt áo nhưng thấm lạnh hồi nào chẳng hay. Mình chơi với bạn mình nhiễm cái thói hư tật xấu của nó, hoặc là mình ảnh hưởng bởi cái tính tốt của nó. Bởi vậy cho nên lâu ngày từ từ mình thay đổi hồi nào mình không hay. Thì cái chữ nhiễm này cũng vậy, tức là nó thấm dần dần. Trước tức là khi nó thấm vào nó dính mắc, biến thành cái của mình luôn, chứ không phải rằng là từ bên ngoài tác động vô nữa. Qua lại đi đứng không có tâm hệ lụy. Hệ tức là dính mắc, lụy tức là lụy phiền trong đó. Đi qua lại đi đứng, ý nói rằng các vị Bồ Tát hành vi cư trí của họ ở cõi cực lạc Tây Phương không có sự hệ lụy. Tùy ý tự tại, tùy theo tâm ý của họ mà nó có hiện ra những cảnh giới đầy đủ như họ muốn. Không khen lấy hay chơ bỏ. Đây là một cái tâm mà chúng ta phải tập rất nhiều. Người chúng ta trong cuộc đời á, cứ có cái tâm là khen và chơ. Khen thì muốn lấy vào, chơ thì muốn buông ra. Và suốt ngày từ sáng tới tối cứ khen, chơ, khen, chơ. Khen cũng là chấp, mà chơ cũng là chấp. Cứ ngã qua, ngã lại. Nhưng các vị Bồ Tát ở cực lạc Tây Phương thì không có cái tâm khen lấy hay chơ bỏ. Chiêm nghiệm cho sâu vô thì đã thấy rằng cái tâm này đó là do cái tâm tham đắm của danh vọng. Chính vì tham đắm cái danh vọng thành ra mới yêu thích sự khen và sợ hãi khi bị người ta chê, khổ đau khi người ta chê. Đó là một cái mặt vi tế của danh, của cái tâm tham đắm danh vọng. Không có quan niệm bỉ ngã. Bỉ tức là sao? Bỉ tức là kia. Bỉ ngạn là bờ bên kia. Đáo bỉ ngạn là đến bờ bên kia. Bỉ tức là bên kia. Còn ngã là đây. À, tức là đây kia. À, người ta vẫn nói rằng ta và người thôi. Cho nên đây kia. Không có quan niệm bỉ ngã. Không ý nghĩ tranh giành. Trời, cánh này chùa mình cho nó dính dữ quá. Nó dính mắc từng chút. Những cái tâm này mà mình không có tháo gỡ, mình không có soi chiếu, mình không lấy bản kinh này ra mình đọc để mình coi trong tâm mình nó có điều này hay không, rồi mình xóa nó đi. Nếu mà không làm được chuyện đó thì làm sao mình sanh Tây Phương Tịnh Độ? Thành muốn sanh Tây Phương Tịnh Độ, mình lấy tâm mình soi chiếu vô những câu này. Nếu như mình bỏ được bao nhiêu phần trăm thì cái duyên mình sanh Tây Phương Tịnh Độ càng chắc chắn chừng đó, càng cao chừng đó. Tranh giành, không có ý nghĩ, không tranh giành ở ngoài cho mà nghĩ bên trong. Tranh giành đi chùa, cũng tranh giành chỗ ngồi, cũng tranh giành cái chuyện này, chuyện kia, đủ thứ tranh giành. Đi ra, đi vô trong cửa, ngoài cửa, cũng đi trước, đi sau. Tức là nó cứ chút chút như vậy đó. Đậu cái xe cũng là chỗ dở đậu, chỗ khó đậu.
Ở trong kia những cái chỗ khi người ta như vẽ hàng lối ngon lành không chịu đậu chân chen ở chỗ bên không nó vậy, cái chi nó ra chạy về cho nhanh, nhanh làm gì? Vì nhanh 5 phút 10 phút còn làm gì? Cho nó sinh ra bao nhiêu công đức hay là giải quyết được bao nhiêu việc đâu. Cho nên chúng ta cứ dạy nó cứ tắc bật suốt ngày vậy đó, nên nó cứ nhỏ như vậy, rồi đậu phiên đó không hạng ngủ rồi rủi xe người ta lui ra cái nó đụng, ta không để ý cái nó đụng cái phiền não. Rồi có người nữa, cái tâm mà cứ tranh giành mà khi gây ra lỗi là bỏ chạy, có chứ sao không có. Trước có cô nào đó lui cái xe cái xẹt cái quẹt xe người ta chóc sơn cái bỏ chạy mất. Cái tội đó mà nếu như pháp luật của Hoa Kỳ này nó là cái gì, đụng người ta bỏ chạy đó, cái này người ta gọi là gì, hit run hả, hit and run này đó, đụng vô bỏ chạy đó. Tức là những cái này là rất là nguy hiểm. Mình ở trong cái đất nước của pháp luật Hoa Kỳ, đạo Phật mình cũng không cho phép chuyện đó, thế gian nó cũng không cho phép. Mình mới học Phật pháp ở trong nhà đó, mình nhảy ra ở ngoài cái mình làm liền nha. Những cái này là mình cố gắng mình tu tập làm sao đó. Thực ra thầy nghĩ những người đi chùa cũng không ai kiện cáo với nhau làm gì. Bạn đồng tu có xảy ra trong chùa thì ai cũng thông cảm thôi, cùng lắm mà nhăn nhó chút thôi. Thì nhăn nhó cũng được thôi, tại cái lỡ lầm của mình thì mình chịu sự nhăn nhó người khác chút cũng được. Chứ có ở đâu mình tự bỏ chạy á. Ai người bỏ chạy cũng có người khác là ghi được quan số chứ không ai không có đâu. Có quan số đêm bữa thầy. Mà thầy cản thì nó thôi cho qua đi. Thì nó nhẹ nhàng chứ hồi đó im mà chắc lẽ thầy nói phải bác lại là có chuyện rồi. Nó có những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó. Thành ra là cái tâm này nó cứ nó vậy, tu rất lâu mới bỏ được nó. Cho nên chúng ta tu nay một chút mai một chút rồi chúng ta bỏ những cái mắc miếu này. Cái mắc miếu mà tâm hệ lụy, cái tâm sống trong khen chê, rồi cái tâm quan niệm bí ngã, anh hơn tôi hơn anh, chùa anh lớn hơn chùa tôi, con anh thông minh hơn con tôi, rồi nhà anh to hơn nhà tôi, rồi anh mặc cái áo đẹp hơn tôi, cứ vậy đó. Cứ nhân ngã rồi cái người này tốt người kia xấu, cứ vậy so sánh người này so sánh người kia, mình giống như là một cái quan tòa vậy, cứ lấy cân lên rồi thả xuống, xả xuống cân lên vậy, cân hoài cân suốt đời mình cũng ở trong sanh tử chứ có hơn gì đâu, mình đâu có ra khỏi sanh tử luân hồi được. Bỏ dần dần. Thành ra thầy nói từ đầu cái đoạn kinh này rất là tuyệt vời, nó như là một cái tấm gương phản chiếu ra như vậy. Và chúng ta cứ lấy lòng mình để mình so với những câu trong này, mình xem thử mình là ai và trong tâm mình nó đang tới đâu, mình bỏ được chưa. Đối với mọi người có tâm đại từ đại bi có không, đối với mọi người có tâm đại từ đại bi không, hay là nổi giận ghét dơ cho người ta khổ đau, cho người ta phiền não, hay là cái người nào đáng thương quá, người kia đang ghét quá, mình có đại từ chưa, có đại bi chưa? Đại từ là ban vui, đại bi là cứu khổ. Mình có làm được chuyện đó chưa? Chỉ nghĩ đến việc làm lợi ích, không có làm gì hại hết, trong lòng cứ nghĩ tới việc làm lợi ích mà thôi. Mình có tập được cái tâm đó hay không? Giờ gom từng câu giống y như là một cái tiếng chuông rất lớn, giác ngộ và cánh tính. Nếu chúng ta không ngộ, chúng ta không nhập thì Đức Phật cũng chịu thôi. Nghe những câu kinh này, chúng ta soi mình vào đó để ngộ nhập. Chỉ nghĩ đến việc làm lợi ích, lòng luôn nhu thuận điều phục, không hề giận hờn. Nhu thuận tức là tùy thuận, mềm dẻo. Nhu tức là mềm, thuận tức là tùy thuận, tùy thích. Tùy đó mà xử lý cho hợp tình hợp lý. Lòng luôn nhu thuận điều phục, không hề giận hờn. Chư vị Bồ Tát thành tựu những cái pháp trong tâm rất là ghê gớm. Chúng ta đi chùa mang danh là đi học đạo giải thoát, mang danh là đến để kiếm cái sự thanh tịnh an lạc, khai mở trí huệ vô ngã. Nhưng mà chúng ta thường sống trong đạo phiền, thường sống trong những nhỏ nhen, lo toan khó chịu. Đây là những điều mà chúng ta phải cẩn thận, phải soi mình vào đây để xóa bỏ đi những cái tâm tạp khí xấu đó. Không lười biếng chán nản, mình có không? Nói cái nào mình cũng dính hết trội ha, cái nào mình cũng có hết, ít nhiều mình cũng có hết. Không có lười biếng chán nản, lìa truyền cái,
xin lỗi, lược cái truyền, tức là nó cái sự sơ bẩn đó được thanh tịnh, có những tâm bình đẳng, có những tâm bình đẳng, tâm thù thắng. Thù thắng tức là hơn hết, là vượt hơn hết, gọi là tâm thù thắng. Thâm tâm, thâm tâm tức là cái tâm nhìn thấu suốt được, nhìn sự việc một cách thấu suốt, không có nhìn hời hợt, không nhìn cạn cợt, nhìn hiểu một cách thấu suốt. Định tâm, cái tâm không có bị loạn động, ở trong nhiếp niệm thanh tịnh. Tâm yêu pháp, tâm yêu pháp tức là cái tâm yêu thích về pháp giải thoát. Tâm thích pháp, tâm mừng được pháp, tâm yêu thích, tâm mừng được được gặp Phật pháp. Diệt trừ phiền não, diệt trừ phiền não, ngồi hít thở, niệm Phật, kinh hành, đó là những cái pháp mà để diệt trừ phiền não của chúng ta. Rời tâm ác đạo, cái tâm suy nghĩ tới những điều xấu ác, rời khỏi cái tâm đó, trọn vẹn công hạnh của Bồ Tát, đầy đủ công hạnh của Bồ Tát một cách trọn vẹn. Từng câu này thầy không có phân tích ra nhiều, tại vì thầy nghĩ các vị cũng đã hiểu được rõ ràng rồi. Tuy nhiên để nó nằm hẳn trong lòng của mình thì chúng ta phải có thời giờ ngồi chiêm nghiệm, quán chiếu, tư duy và phát nguyện là lãnh hội cái tâm đó, lãnh hội những cái pháp thanh tịnh đó và nguyện dừa bỏ những cái pháp nhiễm ô trong lòng của mình. Có như vậy thì nay một chút, mai một chút, chúng ta từ từ tiến dần dần. Chúng ta đi học đạo giải thoát ở đây, thưa quý vị, chúng ta đi tìm một sự giác ngộ giải thoát. Sự giác ngộ giải thoát nó không phải đùng một cái nó đến, mà nó đến từ từ, nó đến từng giây từng phút, và chúng ta lãnh hội dần dần. Một ngày học pháp chúng ta bỏ đi một phần nhiễm ô, học thêm một chút Phật pháp, chúng ta tăng thêm một chút hiểu biết, và cứ nay một chút, mai một chút, nhiều ngày như vậy, tới khi cái duyên nó đủ thì chúng ta sẽ có sự lãnh hội. Lãnh hội không phải là một điều ngồi đó trong mong cầu nguyện, mà phải bằng những cái việc làm cần mẫn khổ cực này nhiều ngày nhiều tháng, thì tự nhiên trong lòng của mình nó sẽ có sự thấu suốt. Diệt trừ tâm phiền não, rời tâm ác đạo, trọn vẹn công hạnh của Bồ Tát, thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, được thâm thiền định. Thành tựu đầy đủ những công đức vô lượng, được thâm thiền định, tức là thiền định một cách sâu. Hồi xưa có một số vị họ đi học thôi đó, và họ ngồi họ đọc sách, họ đọc sách bên hè, mà đọc sách tới mức trời nó mưa không hay. Tới khi xem cái mấy giờ đồng hồ tính lại thấy coi như là ướt hết, bên hè mà đất đai ướt hết, không biết mưa hồi nào. Có nhiều vị họ có một cái sức định sâu như vậy, là tập trung sâu vô trong đó để họ chiêm nghiệm, họ khắc ghi, họ lãnh hội trong đó. Thành ra tất cả những cái gì xảy ra xung quanh gần như họ không có biết. Được thâm thiền định. Nói tới chỗ thâm thiền định là vui. Có những người là họ sinh hoạt theo thói quen. Thành ra họ nói nhưng mà họ không có biết rằng cái tác dụng của câu nói mà nó trúng hay không. Thầy thấy có một cái cô này nói mời anh ăn cơm. Thì cái anh này nói, dạ thưa cô ăn đi, cô ăn rồi. Và cái trạc tuổi thì cũng gần giống nhau thôi. Một người thì mời anh, một người thì nói cô ăn đi, cô ăn rồi. Tức là mình ngồi mình thấy nó trong trên, tức là cứ gọi anh bằng thói quen, rồi cũng gọi cô xưng con theo thói quen. Có những cái chuyện nó nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà nó không có thể hiện cái giấc thâm thiền định. Tức là chúng ta biết cái người kia là độ tuổi như thế nào. Đừng có núp dưới danh nghĩa lịch sự ha. Không phải đâu, cư trường làm nghĩa chứ không phải là lịch sự đâu. Mình phải xưng hô rõ ràng, thứ lớp rõ ràng, cái tiếng Việt nó phức tạp vậy đó. Người ta ngày xưa người ta nói á,
lớn hơn 1 tuổi là anh, lớn hơn 2 tuổi là chú, lớn 2 tuổi là lớp chú rồi đó. Còn bây giờ thì thấy xưng hô gọi là loạn cào cào hết, lung tung hết, nói lung tung hết rồi đó. Có nhiều người lớn rồi gọi một cái cô nhỏ hơn mình á, dạ thưa chị, nó cho em cái này. Cái cô đó, cô thấy cô nhỏ mà sao kêu bạn kêu chị bằng em nghe, là cô đứng cô cứ sượng ra, mà thầy nhìn thấy cô đấy cô sượng là kỳ quá thì bỏ thầy đi luôn. Dần lý mình làm thầy can thiệp cho mấy chuyện này kỳ quá, rất là khó coi. Nó những cái mình thiếu cái thiền định đó, mình không nhận diện được, cho nên trong cái ứng xử sân hồ nó cũng thể hiện cái khả năng trí tuệ thiền định của mình. Trọn vẹn được thâm thiền định, thần thông và trí tuệ, chỉ ở bảy phần bồ đề, tức là thất bồ đề phần đó, chỉ ở bảy phần bồ đề tu tâm Phật thừa. Ở trong bảy phần bồ đề hướng tới tâm Phật thừa, nhục nhãn trong sáng không gì chẳng thấy biết rõ. Nhục nhãn ấy nó là con mắt thịt bình thường, nhưng vì nhờ cái trí tuệ nó sáng ngời, thành ra có thể nhìn thấy thật xa. Thiên nhãn thông đạt vô hạn lượng, vô hạn vô lượng. Huệ nhãn thấy chân đế đến bờ kia. Thiên nhãn đó là cái con mắt thiên nhãn thông, nhìn thấy thấu suốt các cõi trời, nam nữ lão ấu, tất cả các cõi đều thấy rõ. Hai cái khả năng thấy này là khả năng bình thường. Một người thì dùng con mắt nhục nhãn, khi dùng được thiên nhãn thì thấy chỉ là thuần là sự vật thôi. Nhưng nói tới con mắt của huệ nhãn là phải nói tới nghĩa bóng, chứ ai nói là con mắt trí tuệ, mắt nó như thế nào đâu có thấy, phải không? Ý người ta nói rằng trí tuệ sáng suốt, có thể thấu suốt được ý nghĩa của sự vật, thành ra người ta dùng con mắt này thôi. Chứ thực ra nó không phải là con mắt theo nghĩa đen, mà nó là nghĩa bóng. Huệ nhãn thấy chân đế nó đối lại với gì? Với tục đế. Tục đế tức là những cái chân lý của thế tục, những cái nguyên lý sinh diệt vô thường của thế tục, hoặc là những cái phong tục tập quán, những cái đạo lý của thế gian. Còn chân đế là những đạo lý của giải thoát luân hồi, của những cảnh giới siêu việt. Huệ nhãn thấy chân đế đến được bờ kia, thấy cái chân lý làm sao để chúng ta đạt được đáo bi ngạn, tức là sự giác ngộ tuyệt đối. Pháp nhãn quan sát rốt ráo các đạo. Đạo tức là con đường, pháp nhãn tức là con mắt pháp, có thể quan sát thấy rõ tất cả mọi cái phương pháp tu hành. Chữ đạo này gọi là con đường, con đường đạo đó, mọi cái phương pháp tu hành. Đây là nhân thừa, thiên thừa, thân văn thừa, duyên giác thừa, Phật thừa. Người kia đi vô đó là đạo tiên, đạo ông bà. Họ đứng với nhiều lập trường, nhiều cái cách quan niệm và tôn giáo khác nhau, nhưng mà người này có khả năng nhìn là biết là người đó đang đi về cái phương diện nào. Phật nhãn đầy đủ chiếu rõ pháp tánh. Phật nhãn của vị Bồ Tát ở cực lạc Tây Phương thấy rõ tánh thanh tịnh của các pháp, hay là pháp tánh là tánh thanh tịnh của các pháp. Dùng trí vô ngại giảng thuyết cho người, có thể dùng cái trí thầm thâm vô ngại, tức là không có chướng ngại, để giảng thuyết cho người nghe. Xem khắp ba cõi trống rỗng không có chỗ, hay là không chỗ có, tức là không có cái pháp sở hữu, cái pháp mà có mặt hiện tượng, bởi vì người này đứng ở trong tự tánh các pháp vốn không, thành ra mọi hiện tượng chỉ là giả danh. Chí cầu Phật thừa đủ các biện tài. Ở đây thưa quý vị, chúng ta có cái chí cầu Phật thừa chưa? Hả? Có chưa? Có chí cầu Phật thừa chưa? Tức là cầu được làm Phật chưa? Cô lại đi, cô lại trong lòng mình đi, mình có khi nào mình có cái chí nguyện muốn làm Phật ở tương lai chưa? Không dám. Chưa dám, chừng nào dám?
mới có phát này, mới có như lú lú lên này, lú lú lên này gặp nắng to gió lớn nó sẽ mất. Không có nên như vậy. Chúng ta phát khởi tới bây giờ này, học đạo mấy năm rồi mà giờ hỏi còn ngơ ngơ, thấy chết cha rồi, xấu hổ quá. Tôi người lâu nay phát rồi cho thấy ra giờ mới có lú lú. Sao là chưa dám? Bây giờ cái Phật thừa nó có sẵn trong tự tánh của mình. Mình sống cái Phật tánh của mình, tức là mình sống cái Phật thừa. Chứ Phật thừa đâu phải là cái ngôi Phật ở trên cao xa nào đâu. Chấp nhận quy tam bảo, tức là trở về sống với Đức Phật, Pháp, Tăng trong lòng của mình. Đó là chúng ta đã trở về sống với tự tánh của mình rồi. Ngay lúc đó chúng ta đã từng bước sống ở trong Phật, Phật thừa rồi. Và hiện bây giờ cái thân mạng chúng ta đây do nghiệp lực mà thấy như vậy thôi. Nhưng cái nghiệp lực đó cũng chưa bao giờ rời khỏi tự tánh thanh tịnh của mình. Mà tự tánh thanh tịnh của mình đó chính là Phật đó. Chúng ta như một con sóng ở trên biển. Con sóng đó chưa bao giờ rời khỏi biển. Nhưng tại sao nói rằng là tôi không phải là biển? Do thái độ chấp với con sóng, thành là không chấp nhận nó là biển. Chứ con sóng tự nó biết, nó cũng đầy đủ những thở tánh, cũng ấm ướt, cũng mặn, ứ như biển vậy thôi. Như vậy thì chúng ta phát khởi cái tâm cầu mình thành tựu Phật thừa mới được. Mà khi cầu được thành tựu Phật thừa thì cái thái độ nhìn của Phật thừa như thế nào, cái thái độ sống của Phật thừa ra sao đó. Cho nên chúng ta không có chịu, không có chịu nhận, không có chịu nhìn lấy, quay lưng với tự tánh của mình, thành ra cứ làm mãi là chúng sanh. Hôm nay học những bản kinh này rồi mà chúng ta không muốn nữa thì thôi, hết biết rồi đó. Đủ các biện tài từ diệt khổ họa phiền não của chúng sanh. Các vị Bồ Tát cực lạc Tây Phương, họ đủ các biện tài từ khổ hoạn phiền não của chúng sanh. Chúng sanh bị phiền não điên đảo, các ngài dùng biện tài vô ngại để khuyến hóa, giúp đỡ chúng sanh có sự hiểu biết và ra khỏi những cái điên đảo phiền não quấy nhiễu nội tâm. Từ Như Lai sanh ra hiểu biết pháp Như Như, tức là cái pháp bất động đó, biết rành tập diệt âm thanh phương tiện. Biết rành thì cái tập là gì? Hả? Tập là gì? Tập là cái gì? Là cái nguyên nhân. Khổ tập á. Khổ là cái kết quả của cuộc sống này mình thấy được. Tập tức là cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ. Cho nên biết rành và tập tức là cái nguyên nhân. Và diệt tức là gì? À, là cái gì để dứt bỏ những phiền não. Cái câu nói là biết rành tập diệt là ý nói rằng biết rành những cái phương pháp để đoạn trừ phiền não khổ đau. Âm thanh phương tiện, âm thanh phương tiện, thuyết pháp chỉ là phương tiện, âm thanh cũng là phương tiện để chúng ta tự lãnh hội Phật trí. Chẳng thích thế tục ngữ ngôn, chẳng thích thế tục ngữ ngôn, mình còn tham luyến thế tục nhiều lắm, nói dữ lắm. Mới tụng kinh vừa xong là nói rồi, ngồi thiền vừa xong là nói rồi, mới nghe giảng xong là nói rồi. Thậm chí bây giờ do thầy ngồi đây lịch sự thành im mà thôi, trong bụng cũng nói nhiều thứ lắm á. Nói luôn thôi, chẳng qua là nó không ra miệng thôi, nhưng mà nói trong đầu, nói trong bụng á. Phật pháp thì không thấy bàn. Chị ơi, chị tu như thế nào? Chị công phu tới cái giai đoạn nào rồi? Có thành tựu được pháp gì chưa? Ở trong tâm có an lạc chưa? Hay cái câu kinh đó mình nên hiểu ra sao? À, hay là cái lời này mình như, áp dụng như thế nào? Không thấy Phật tử bàn câu đấy. Có phải vậy không? Có đúng không ạ? À? Không thấy. Hoàn toàn không thấy bàn. Mà cứ nằm toàn ten trên võng hay là trên giường mà tha hồ mà gọi điện. Mà nói những cái chuyện thế tục là say sưa. Có đồ tài nào cũng môi ra nói. Thậm chí vượt kẹp cái lỗ tai vô cái vai, cái điện thoại vô vai mà nói tới muốn cháy điện thoại luôn. Tức là nói cái gì không biết mà đã làm gì. Rốt cuộc đã làm gì. Cũng đâu có giải thoát luân hồi.
cũng đâu có dứt khỏi khổ đâu. Thôi nói thêm một kiếp nữa xem thứ tới đâu. Hay cũng chết dịch vậy thôi à. Cũng trôi lên cũng sanh tử vậy thôi. Không có được gì hết. Tại sao nói làm chi à? Cho nên thưa quý vị, nói trong một chừng mực cần thiết để có những thông tin trong cuộc sống. Đủ rồi. Và nếu như cảm thấy năm cần hết thôi dừng lại. Bàn tán rồi đem cái này so với cái kia một chạp nó không giống ai hết. Và Phật tử thì đem chuyện ở trong chùa về nhà nói. Còn những cái người ở nhà không có đi chùa thì họ đem chuyện chỗ này chỗ kia ra họ nói. Tức là cái nghiệp chung của chúng sanh không riêng gì. Không riêng gì là ở trong chùa. Mà cái nào vừa ý ông thầy hay không vừa ý ông thầy là cũng nói. Đó. Hắn ngồi nó rớt cái điện thoại hôm nào không hay. Tức là nó nhiều thứ. Nó nói chuyện này chuyện kia rồi. Rồi có thể nói cái bà đó nhé. Bà là bà dối lắm. Bà ngồi học rất là rầm rầm. Tức là cũng có chuyện nó nói. Ví dụ vậy. Tức là cái chuyện không đáng gì hết trời. Nó rất là bình thường ấy, nhưng mà cũng đem ra nói. Tức là từ chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ cũng nói. Nói luôn. Rồi có người không biết làm gì cứ ngồi nói mình cũng có. Chứ không có đâu. Ngồi nói một mình. Còn không thì ngồi kiếm. Kiếm người này nói, kiếm người kia nói. Mà nói mà người nào không theo ý mình á là giận, không thèm trâu nữa. Rồi đi kiếm cái người khác để nói xấu. Nói là cái người đó thiệp chén tốt gì hết. Tại vì sao? Bởi vì họ không theo phe mình thôi. Tức là cứ luôn thôi à. Từ sáng tới tối. Đọc những câu kinh này á, mình thấy các vị Bồ Tát cực lạc tây phương chẳng thích thế tục ngữ ngôn. Ở trong thậm thâm thiền định. Chúng ta hiểu thế nào là gì? Là khẩu nghiệp thanh tịnh. Hả? Khẩu nghiệp thanh tịnh nghĩa là sao? Vâng. Nói năng trong chánh pháp và im lặng trong chánh pháp. Nói cho đúng pháp. Và không có cái việc gì nữa thì im. Đó gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Còn có những việc không cần nói thì cứ môi ra nói. Những việc không đúng, nói trong chánh pháp nhưng mà không đúng lúc, không đúng thời cũng là phi pháp đó nghe. Phật pháp cũng vậy. Người ta không có thích học Phật pháp, mình cứ lôi đầu người ta mình giảng Phật pháp. Còn người ta không có chịu nghe mà nó mày ngu quá. Là chửi người ta nôi nóng nữa, cái người này tự nhiên đi chùa sao tự nhiên bắt buộc người ta miễn cưỡng như vậy. Cái đó cũng là không phải là chánh pháp. Ưa mến đàm luận chánh pháp. Trời ơi, các vị Bồ Tát cực lạc tây phương rất là tuyệt vời. Ở trong đạo tràng này mà các vị dùng cái tâm mà ưa mến bà đàm luận chánh pháp á. Có khi thầy nghĩ trong đầu thầy nha. Thầy nói chắc có lẽ này thầy cứ mỗi ngày thầy lạy một người á. Thầy nói thật. Có khi trong lòng thầy khát khao tới mức như vậy đó. Thầy mong rằng các vị hãy nghe Phật pháp cho kỹ và bàn luận những chỗ mình chưa hiểu. Thấy vậy chứ mà người này bàn qua người kia bàn lại rồi chúng ta sẽ sáng rõ Phật pháp. Nó hay lắm. Còn bàn chuyện thế tục không có giải quyết được gì hết. Bàn luận chánh pháp đó, đem chánh pháp ra bàn luận. Bàn luận chỗ nào chưa hiểu, kiếm từ điển tra cứu. Lấy kiếm kinh điển đọc thêm. Và thầy cho các vị thuyết trình Phật pháp là để thầy khơi dậy cái tinh thần bàn luận chánh pháp. Nhưng mà thầy thấy chúng ta chưa hiểu hết cái giá trị chỗ này. Chưa hiểu hết. Người chỉ cần thuyết trình một bài thì cái bài đó sẽ nằm trong lòng của họ rất là lâu. Tại sao? Bởi vì họ cố đi tìm kiếm tài liệu. Còn không chí ít thì họ cố nối ra được cho suôn sẻ. Lưu loát. Là chỗ đó là đã khắc ghi trong lòng của họ rồi. Và họ nghe bao nhiêu nghe chứ mà không nối ra được á, nó còn không vô đâu. Và cái chương trình đó rất là hay. Nhưng mà thầy thấy đạo tràng chúng ta không có hứng ứng được. Không có nắm được hết những cái giá trị mà thầy sắp xếp ra. Thành ra thôi, khi nào hiểu hết thì sẽ làm lại. Còn chưa hiểu thì thôi. Ưa mến đàm luận chánh pháp. Ráng nghe. Bàn luận trong chánh pháp đó, phát tâm đi. Đừng có bàn chuyện gì khác chánh pháp nữa. Nghe cái việc đó không phải chánh pháp chúng ta dừng. Không bàn nữa, không nói nữa. Là nó lấy không hết.
Nếu có thì nô chuyển chánh pháp thôi. Nô làm sao để dứt trừ phiền não, để ra khổ sanh tử luân hồi. Tu tập những gốc lành, gốc lành, chí tôn sùng Phật đạo, tu tập các pháp lành, và trong tâm ý thì tôn sùng đạo mầu nhiệm của Đức Phật, biết tất cả pháp thấy đều tịch diệt. Tịch diệt là sao? Tức là bản thể của các pháp vốn vắng lặng, cũng giống như biển cả xưa nay vốn vắng lặng, nhưng vì có gió nghiệp thành ra nó nổi sóng lên thôi. Nhưng cái gió nghiệp hết thì tự nhiên nó trở về với sự vắng lặng. Nắm được không? Hả? Nó lắc đầu à? Chưa nắm được phải không? Tất cả các pháp đều tịch diệt. Tịch là vắng lặng, diệt là cái nghĩa của vắng lặng tuyệt đối. Bây giờ mình thấy một cái đóa hoa như thế này, mình khởi cái tâm yêu thích nó. Tại sao mình khởi tâm yêu thích này? Ở trong con mắt của mình, dùng nhãn căn, dùng con mắt nhìn thấy đóa hoa này, đó là cái đối tượng con mắt lúc bây giờ chúng ta đang nhìn. Và con mắt và đóa hoa nó kết hợp lại, nó tạo ra một cái yếu tố thứ ba được gọi là thức của con mắt. Điều này các vị đã hiểu không khó khăn nữa phải không? Và lúc bây giờ cái niệm tiếp theo là gì? Đóa hoa là đẹp hay là xấu? Đẹp thì sinh tâm yêu thích, xấu thì sinh cái tâm chán ghét. Nhưng cái đóa hoa này nó là một chuỗi duyên sanh từ hạt giống của hoa, rồi nó hấp thụ những cái nguyên lý của vũ trụ tự nhiên và hình thành lên đủ ngày đủ tháng ra đóa hoa này. Rồi bây giờ mình kết cái gốc ra rồi, 5-7 ngày sau những cái yếu tố để nó duy trì không còn nữa thì nó héo úa tàn lụi, và những cái năng lượng này nó trả về với rác rưởi, với cát bụi, rồi nó cũng biến hóa nhào trộn trong cái thế giới tự nhiên này. Như vậy thì bản chất của hoa này chỉ là duyên sanh và duyên diệt. Thấy cái lý duyên sanh duyên diệt như vậy, mình hiểu được nó đến và nó đi, như vậy tâm không có yêu, không có có say đắm, và cũng không có có chán ghét. Thấy nó tươi thắm không có say đắm, thấy nó héo úa cũng không có chán ghét, nhưng mà biết rất rõ nó đỡ làm cái gì cái gì. Hả? Thì đó gọi là gì? Tịch diệt. Trạng thái đó, nhận thức đó gọi là tịch diệt, là vắng lặng. Còn say đắm yêu thích mà nếu như ai làm nó hư đi, mình nối giận đùng đùng, muốn hại, muốn đầy đọa cái người làm hư đó, thì đó là cái sóng nghiệp nổi lên. Được chưa? À, biết tất cả pháp thấy đều tịch diệt. Muốn thấy được các pháp tịch diệt thì Đức Phật dạy như trong kinh Kim Cang, quán như huyễn đó, quán không vô thường, vô tác vô nguyện, hoặc là chư pháp duyên sanh duyên diệt, hoặc là như điện, như chớp, như bào, như ánh đó. Cứ quán như vậy, tự nhiên mà sẽ có một cái trí năng nhìn thấy các pháp tịch diệt. Hai thứ còn thừa là sân thân và phiền não đều hết. Một khi ở cực lạc Tây Phương thì Bồ Tát không còn sanh thân, tức là không còn chết chỗ đây sanh chỗ kia nữa, chỉ thọ một cái thân đó thôi. Và phiền não do cái quá trình sinh tồn đó nó không làm phiền chúng ta nữa, cho nên là hai thứ còn thừa là sanh thân và phiền não đều hết. Nghe nói đến pháp thảm thâm, lòng chánh nghi chánh sợ. Đến cái pháp thầm thầm, bây giờ chúng ta nói đến cái pháp tu thành Phật thừa, tâm chúng ta bắt đầu sinh nghi sinh sợ. Nghi không biết mình có thành được hay không,
sợ không biết rằng mình có tu có chứng được hay không, hay là đường xá nó xa xôi, mình không biết mình có thành tựu được hay không. Thường hay tu hành đức tánh đại bi sâu xa vi diệu, chở che cho tất cả. Từng câu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mô tả những đức tánh của các vị Bồ Tát cực lạc Tây Phương. Các vị Bồ Tát cực lạc Tây Phương thường hay tu hành đức tánh đại bi sâu xa. Đại bi sâu xa không có điều kiện, một cái tình thương không có điều kiện, tình thương bền bỉ, một tình thương bất hoại, một cái tình thương không có điều kiện, không có lý do gì, chỉ luôn giữ một cái tình thương được cứu độ như vậy. Tình thương sâu xa, vi diệu, chở che cho tất cả. Rốt ráo nhất thừa đến bờ kia, đạt được cái Phật thừa, nhất thừa đến bờ bên kia. Quyết đoán lưới nghi, trí tuệ từ tâm phát ra. Cái tâm quyết đoán từ cái lưới nghi hoặc, trí tuệ từ trong tâm mà phát ra. Trừ đi những cái lưới, tức là nghi hoặc, nó giống như cái lưới vậy đó, nó chi trong tâm chúng ta dễ sợ lắm. Cái lưới chúng ta thấy như cái lưới cá ha, cái lưới cá nó chừng dính mấy con cá. Thì cái lưới nghi này cũng vậy, khi nghi cái gì rồi thì bắt đầu nó, cái lưới nghi đó nó chiêu cám, nó chiêu cám những cái loại giống với nó, gần với nó, bắt đầu tâm chúng ta khơi theo chiều hướng đấy. Ví dụ như bây giờ ngồi ở trong đêm á, mà thấy rõ, tức là cái lưới nghi, có người họ chống, họ nói không có ma. Chuyện có hay không thầy không biết, họ gần nhà thầy á, nó có một cái vùng đó, cái gò mồ mả rất là nhiều, và người ta ủi đi, người ta làm cái hãng dệt tơ tằm. Và khi làm như vậy thì có một anh chàng này cảm sáng tuyên truyền là chết là hết, không có đời sau, do vậy cho nên họ không có tin rằng có ma. Và hôm đó anh chàng này cũng dữ dằn lắm, anh ngồi anh nói ma gì ma, cái dối nếu có ma thì làm cho cái đèn nó tắt này, nó tắt liền là anh điếng rồi. Anh nói có thiệt mà ma thì cho sáng lại, sáng lại. Mà anh nói ba lần rồi đó, anh ngồi anh nói, lần thứ nhất là bắt đầu anh nghi rồi, nghi có ma này. Lần thứ hai anh cũng láng ráng làm cái tuồng dạng rồi đó, tuồng dạng gì anh nói thêm nữa, ba lần nó lặp lại y như vậy đó. Bắt đầu anh bỏ chạy, không dám ngồi đó nữa, không biết rằng có ma hay không, mà anh ta bỏ chạy. Rồi có một cái anh chàng kia, anh cái đèn hồi xưa có cái đèn ánh sáng, mà đèn băng sông á, gọi là đèn băng sông hả, cái đèn đó nó chiếu sáng như thế này, thì anh rớt cái mũ anh rớt xuống dưới đất mà anh đang đi rồi nè, cái tự nhiên anh có cái xe đạp đi ra, cái tự nhiên cái mũ anh nó quẹt cái gì nó rớt xuống, là anh hết hồn. Anh thấy giống như có ai chụp cái mũ lên đầu anh bỏ xuống đất, anh hết hồn, cái anh ngồi xuống cái anh mới thò tay xuống anh lấy cái mũ lên, thì anh thấy có cái tay đang thui trong hàng rào, nó thò ra, anh giật mình, anh thấy tay đang thui trong, thò nhanh quá, anh giật mình, anh thò được lại, cái anh thò cái nữa, anh thấy nó thò, anh làm nhanh nó cũng làm nhanh, mà anh làm chậm nó cũng làm chậm, anh điếng hồn ấy. Là cái bóng của tay anh có gì đâu, tại vì cái bóng đèn nó chiếu vào này, từ từ cái bóng đèn nó thò ra, anh làm nhanh thì nhanh, làm chậm. Thế chúng ta thấy cái lưới nghi không, cái lưới nghi nó hiện lên trong lòng mình á, là không có chuyện gì hết rồi, có gì đâu. Bắt đầu là anh điếng, anh bỏ, anh chạy ngược vô trong nhà, anh hô hoáng lên là có ma thật sự, nó lấy mũ anh nó bỏ xuống đất, và anh lấy, thực ra là không có gì hết, anh chạy ngang đó thì cái cành trúc á nó quẹt, nó rớt cái mũ xuống, trời gió nó xà cái cành trúc xuống, anh chạy ra cái nó quẹt cái mũ rớt xuống, chứ đâu có ai nào mà lấy mũ xuống. Nhưng mà trong tâm khởi lên một cái lưới nghi thì bắt đầu nó chiêu cảm những cái nghi hoặc. Trong tâm chúng ta nó lạ lắm, nó có nhiều thứ mà chúng ta thận trọng. Nó có nhiều người nói ông chồng mình hồi xưa ông hào hoa lắm, giờ ông đi Việt Nam biết ông làm gì ta, hay là cái bạn bè ông rủ tới chỗ nào không ta, để là lấy điện thoại gọi, phải không, gọi thấy không có nghe mấy, bắt đầu nó nghi,
Ồ, biết là ông có làm vậy, nói sao mà sao gọi ông chịu nghe mấy. Nhà cái là chừng sao gọi gọi lia đi á. Khi anh chồng anh gọi lại á thì hỏi ông ấy đâu ông làm gì? Nó nói ở đi chơi chút xíu. Vậy là bắt đầu là làm sao? Tức là bao nhiêu cái người nó dồn vô là bắt đầu bao nhiêu cái bực bội khổ đau của nó hiện lên trong tâm. Rồi bắt đầu là nó quy kết. Nói những cái lời lẽ quy kết. Cho nên cái lưới nghi này nó dễ sợ lắm. Khi chúng ta tu tập mà chúng ta không đủ cái sức để dẹp bỏ cái lưới nghi này, nó cản trở sự giác ngộ chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình không đủ khả năng tu tập, mình không đủ khả năng lãnh hội Phật Pháp. Và mình cứ nghĩ rằng mình còn nhiều u minh ám chướng, mình không thể nào mình thấu suốt được. Đó cũng là một loại lưới nghi. Bồ Tát ở Cực Lạc Tây Phương quyết đoán lưới nghi, tức là dứt bỏ lưới nghi, trí tuệ từ trong tâm mà phát ra. Trí tuệ từ trong tâm nó khác với trí tuệ từ trong thức. Ha. Cái trí tuệ từ trong tâm là một loại trí tuệ tự nhiên, cái biết của tự tâm. Sau khi ta chết, ai là cái người chôn ta? Không biết. Phải không? Tại vì sao? Vì chưa chết. Chứ quá dở thôi, vì chưa chết cho nên đâu ai biết mình hay chôn mình. Mình lúc bây giờ chưa chết đâu, chưa chết với gia đình đâu. Nhiều khi đứa đó mà chết nó là cái duyên nó phức tạp lắm, đừng có nghĩ như thế. Không được nói gia đình trên đời này mà đừng có nói cái đó là rất là nguy hiểm đó. Tại cái đó là cái thói suy nghĩ theo thói thường của thời gian, cho chưa chắc đâu. Ở trong chùa cũng vẫn bị cái đó đó. Hồi xưa như có thầy có biết là thầy Minh Tuấn ở tu viện Thiều, thì anh hòa thượng Quán Bửu trụ trì, hai vị thầy lo lắng cái chùa, lo chung một chùa. Nhưng mà thầy Quán Bửu lớn thì học trò đệ tử vô là thầy ông Bửu nuôi dạy. Để mà cũng có những thầy kích động vô, nói dẫu sao nữa thầy cũng phải có một người đệ tử của thầy chứ. Khi thầy già yếu rồi, nó đệ tử của thầy nó lo cho thầy. Chứ giờ nó đệ tử của thầy trên đó rồi, rồi thầy già yếu ai lo cho thầy. Nó đi nói kiểu vậy đó, có nhiều người cũng sợ chuyện đó. Mà trúng vị thầy này nó, ồ, cái nó là đệ tử cho nó lo cho mình ha. Cái chuyện đó dở ẹt. Mình đi cưới con vợ để ra mấy thằng nó lo suốt đời. Chứ có gì đâu. Có gì đâu mà bây giờ mình nói, bây giờ mình mà cái loại đó thì mình cứ làm là nó cũng bỏ đi. Còn bây giờ đây á, mình nuôi nó, mình nuôi đời tử của mình, ít bữa nữa nó không thích tu nữa nó đi, mình chịu làm gì. Thành ra có những cái tư tưởng không có thoáng, không có thấy được cái sự tu tập nó không cần thiết trong đời sống, không có biết mình như thế nào. Và sau khi mình chết, ai lo cho mình? Không biết chuyện đó. Mình tính toán mọi thứ như vậy đó, nhưng chưa chắc đâu. Thì đặt câu hỏi như vậy, sau khi ta chết, ai là người chôn ta? Tại sao ta không biết? Bởi vì ta chưa có chết. Vậy thì sau khi ta chết, ai là người chôn ta? Ta cứ suy nghĩ như vậy. Tại sao không biết? Bởi vì cái trí chúng ta không đủ biết. Cái trí nó nhìn thấy trong cuộc sống này, nó biết. Cái trí này gọi là trí phân biệt. Ha? Và lúc bây giờ cứ đặt câu hỏi như vậy, hỏi hoài thôi, hỏi từ sáng tới tối, hỏi tới ăn uống chỉ là quán tính thôi. Tới bữa đói thì bỏ vào miệng nhai. Và cái câu hỏi đó cứ hỏi liên tục trong đầu. Hỏi miết. Hỏi miết như vậy, đâu có nghĩ ở quá khứ nữa, không nghĩ tương lai nữa. Trong đầu chỉ còn một cái câu hỏi đó thôi. Thì lúc bây giờ bao nhiêu thứ vọng tưởng điên đảo tự nó rơi rụng xuống. Đây người ta gọi là đại nghi đó. Đại nghi. Và lúc bây giờ tới một đủ một cái mức nào đó, thì trong tâm bắt đầu nó sẽ tự hiểu ra được. Ha? Ở trong tâm lúc bây giờ nó dồn lại tới một chỗ đủ của nó rồi, thì nó sẽ bung ra. Nó bung ra và lúc bây giờ nó sẽ hiểu sau khi chết ai là người chôn ta. Cái hiểu đó không phải là cái hiểu của thức nữa, mà đó là cái hiểu của tâm. Hiểu chưa? Ok.
Cái nắm được cái câu nói ý này không hả? Hai cái hiếu, một cái hiếu của tâm với một cái hiếu của thức. Cái hiếu của thức là thường thường phải học, phải trí vệ, phải có cái sự so lường mới nhận ra được. Nhưng mà cái hiếu của tâm nó không cần. Hiếu của tâm là nhìn vô là hiếu thôi, hoặc là không hiếu vậy thôi. Cho nên đây gọi là trực trí nhân tâm và kiên tánh. Thấy tâm, rõ tánh, lúc đó giác ngộ vậy thôi. Như vậy trong chỗ này này, quyết đoán lưới nghi, trí tuệ từ tâm phát ra. Cái biết này là biết từ trong tâm, chứ không phải cái biết cho học nữa. Được chưa này? Trong cái câu kinh này mà nói lại, nó trí tuệ từ tâm á, là phải biết rõ nó. Có nhiều người họ có trí tuệ từ tâm, không cần học nhiều. Từ trong tâm của họ nhìn họ hiểu ra việc. Gồm bao Phật Pháp không đưa sót. Trí tuệ trong tâm gồm tất cả, gồm tất cả, bao gồm, gồm thâu Phật Pháp không sót. Trí tuệ rộng sâu như đại hải, tam mũi vững chắc như sơn vương. Trí tuệ nó rộng và sâu như là biển lớn. Tam mũi tức là đại định. Ở trong định nó vững chắc như là sơn vương, cái đó là chỉ cho núi Tu Di đó. Núi Tu Di là cái núi Chúa, là cái núi lớn nhất trong tất cả mọi cái con núi. Trí tuệ chiếu sáng trong sạch hơn hẳn mặt nhật. Những cái đám mây phiền não và vọng tưởng nó không còn làm phiền, chướng ngại được trí tuệ này. Hơn hẳn mặt nhật, mặt nguyệt, tức là hơn hẳn mặt trời, mặt trăng. Pháp thanh bạch đều đã đầy đủ. Cái pháp mà sáng trong đều đã đầy đủ. Soi các công đức đồng một trong sạch như núi tuyết. Nhìn thấy công đức nó không còn phân biệt là nhiều ít, lớn bé, hay là công đức này công đức kia, mà tất cả công đức chỉ thuần khiết như là núi tuyết trong sạch. Tâm không phân biệt như mặt đất, không nghĩ sạch dơ tốt xấu sai khác. Câu này mình tu làm một cái công án tu được. Tâm của Bồ Tát Cực Lạc Tây Phương không có phân biệt như là mặt đất. Mặt đất nó sao? Nó không có nói gì hết. Nó nói anh không có được đứng chỗ tôi, anh không có được cất cái nhà nặng quá, anh không có được thấy phấn ướt lên tôi. Mặt đất nó dùng chưa tất cả. Bao nhiêu thứ nó đều chấp nhận hết. Tâm như mặt đất, không nghĩ sạch dơ, tốt xấu, sai khác. Làm sao tập được mình có một cái tâm đó? Rửa sạch những cấu nhiễm trần lao như tịnh thủy. Cháy hết tất cả cuối phiền não như lửa hồng. Những câu này rất hay. Rửa sạch những cấu nhiễm trần lao như là tịnh thủy. Trần lao tức là những cái ô nhiễm từ cuộc đời đem đến trong tâm của chúng ta. Và công hạnh các vị Bồ Tát có thể là rửa sạch nó hết như là cái nước thanh tịnh. Làm tiêu hết tất cả gì? Tất cả những cái phiền não. Phiền não nó chắc như cuối, nó đang xen chồng chéo. Chỉ cần một ngọn lửa thiền định tập trung lại thì có sức nóng, đó là thiền định. Nó sẽ đốt cháy hết tất cả những phiền não trong tâm của chúng ta. Đi qua các thế giới không chướng ngại như gió lớn. Đi qua mười phương thế giới, gió thổi qua, không có cái gì ngăn cản nổi gió. Như gió qua nhà trống, nhà trống không thể giữ lại được gió. Và gió cũng không có liêm, không có làm phiền cái ngôi nhà kia. Với tất cả không dính mắc như hư không. Tâm của chư Đại Bồ Tát Cực Lạc Tây Phương không dính mắc như là hư không. Nơi tất cả thế giới, xin lỗi, nơi tất cả thế gian không bị nhiễm ô như hoa sen. Từng cái pháp, từng pháp này chúng ta lãnh hội ha. Chuyên chở chúng sanh ra khỏi sanh tử như cổ xe lớn. Đó tức là hành cái pháp đại thừa, giúp đỡ cho tất cả mọi người tu học. Chúng ta cố gắng phát tâm làm theo những cái công hạnh này. Giúp ai được cái gì thì giúp. Làm sao để cùng nhau ra khỏi sanh tử luân hồi. Và như là một cổ xe lớn vậy đó. Không phải chỉ giúp một hai người. Và khả năng giúp đỡ này là bất tận. Không có nói là giúp nhiều người rồi thôi nghĩ.
Không có chuyện đó. Chấn đại pháp lôi. Đại pháp lôi tức là đánh trống pháp đó. Nổi lên cái trống pháp lớn như tiếng sấm. Cảnh giác kẻ chưa thức tỉnh như mây dày mưa pháp cam lộ. Cảnh giác những kẻ chưa thức tỉnh, những người còn đi trong sanh tử luân hồi, như mây dày, như cái đám mây dày có thể mưa được pháp cam lộ, tức là như đám mây mà mưa nước nhiều những cái pháp đem đến sự an lạc ngon ngọt cho chúng sinh. Những câu này rất là khó làm, không đơn giản đâu. Chấn đại pháp lôi mà cái tâm nó yếu quá, nó giật mình, nó quay lại chửi ngược mình nữa. Không phải đơn giản. Có những cái ví dụ như thế này. Có cô Phật tử của thích cái chuyện làm đẹp. Nói chuyện thầy nghe, thầy có nói ở trong mắt của Phật Pháp á, thì cái thân con người nó như là một cái đẩy da, nó bọc lại với cái bụi, cái khung xương nó đỡ lên, rồi đi ra đi vô, rồi nhìn vô ở giữa cái bụng á, nó mang một bụng gì? Mang bụng gì nó hôi thối phải không? Nó mang bụng đi ra đi vô, lấy giải rồi chia lại, lấy cái mèo sắt này kia rồi quẹt lên vậy thôi, chứ bên trong nó vậy đó. Nghe nó phiền phải không? Nghe không nổi. Nhưng mà sự thật như vậy đâu có khác phải không ạ? Cho nên cái đây gọi là chấn đại pháp lôi. Nghe không nổi. Cảnh giác kẻ chưa thức tỉnh như mây dày mưa pháp cam lộ. Tiếp tục nói nữa, nói tới khi nào giác ngộ mới thôi. Nên không có thể nói rằng là nói một lần hai lần thôi không giác ngộ thì thôi. Cứ nói hoài, nói tới khi nào giác ngộ thôi. Làm thầy cũng khổ lắm. Quý vị cứ không tin thì cứ xuất gia làm thầy thử một bữa mà xem. Thầy nói thật, bây giờ các vị cạo tóc không là không dám cạo rồi đó. Nói cạo tóc thôi là tự nhiên mình thấy là mình đã ngại ngại rồi đó. Rồi bây giờ vô trong chùa, nằm dưới chùa thôi là sợ ma rồi. Chứ đừng nói chứ là mình làm cái chuồng mình dối lắm. Có nhiều thứ chướng ngại lắm. Rồi chưa nói là người ta đòi hỏi nữa. Làm bạn với nhau vậy đó, chứ mà chỉ cần cạo tóc làm ni cô là nó khinh liền. Nó khinh liền chứ không phải chơi đâu. Tại vì tự nhiên cái ứng xử nó khác, mọi thứ nó khác. Rồi nó tạo ra nhiều thứ khác nhau trong cuộc sống. Những chuyện như vậy thần đã từng thấy rồi. Đi chùa thì làm Phật tử đi cúng dường ít đồng thì trong chùa người ta quý lắm. Nhưng mà ông thầy giảng người ta tu, rồi cái phát tâm bùa lời, rồi chui trong chùa tu. Chùa tu cái tự nhiên ông thầy ông không kính nữa. Tại đâu có tiền cúng dường ở đâu mà kính. Có phải vậy không? Có nhiều trường hợp như vậy chứ không phải không có. Thế nên hồi nhỏ thầy có một cái tự mình tu. Ý nói là còn Phật tử thì còn yếu, cho nên cạo đầu mới mạnh. Cho nên là Phật tử còn yếu, cho nên là nói nương nương, nói ngọt ngào. Còn cạo đầu rồi là không có nói ngọt nữa, nói sánh. Thầy không nghĩ như vậy đâu. Thầy nói những điều thầy nói đó, thầy nói ra thầy biết rằng có phổ biến ở trong trên internet. Và những gì thầy ngồi thầy nói đây là thầy chịu trách nhiệm hoàn toàn như thầy nói. Và những điều thầy thấy đàng hoàng, rõ ràng nó là như vậy. Thành ra những cái điều này nó là những cái điều đau lòng của cái thời mạt pháp này. Hồi nhỏ thầy ngồi thầy suy nghĩ. Thầy nói bây giờ làm sao giảng cho một người Phật tử họ có thể phát Bồ Đề Tâm. Họ từ bỏ thế gian. Họ chấp nhận vô trong chùa làm một người tu. Giảng không nổi. Khó lắm. Vậy thì tại sao mình lại không có đùm bọc thương yêu tăng ni? Họ là những người xuất gia. Họ đã có sẵn cái hạt giống rồi. Tại sao mình không chia sẻ giúp đỡ họ, khuyến tấn họ tu học? Một vị tăng ni họ đã chấp nhận đi vô trong chùa rồi,
Tức là họ đã đi qua một đoạn đường khá xa so với Phật tử. Phải vậy không? Nhưng mà cái quan điểm của thầy nó bị trù dập tới bây giờ, nghĩ lại vẫn còn chua xót. Trù dập tới bây giờ vẫn còn chua xót thì không có đơn giản đâu. Tại vì mình nghĩ mình thương yêu, mình đùm bọc, nhưng mà rốt cuộc nó không phải như vậy. Cuộc sống nó không phải đơn giản như vậy. Thành ra là những cái mặt trái, có những cái mặt trái, nếu chúng ta không khéo giữ tâm thì chúng ta thấy rất là khó mà thực hiện được. Đứng giữa cái vật chất và một cái tánh không, phải quán chiếu thật nhiều, phải dọn dẹp thật kỹ nó mới sạch được. Có những cái hồi đó thầy, khi mà lúc xây chùa đó là thầy thử nghiệm nhiều nhất. Đang xây chùa, tự nhiên thầy thấy Phật tử họ tới chùa, họ có vẻ cung cung kính kính. Những người Phật tử đó, trước đó họ đi vô trong chùa, họ đi ngênh ngang lắm. Nhưng mà sau thời gian 3-4 tháng cái chùa dựng lên, thì bắt đầu họ tỏ thái độ cung kính. Thầy muốn nói sao lạ. Bản thân mình không có tin, không dám. Tại sao họ lại cung kính mình? Trước kia họ lại coi thường mình. Tại sao? Bởi vì có thể rằng họ thấy là cái chùa mình tạo ra. Còn trước đó họ chưa có thấy mình tạo ra. Họ căn cứ trên cái hình tướng đó họ thẩm định giá trị con người. Và bắt đầu mình thấy trong tâm mình chấp trước cái sự cung kính đó và chấp trước cái ngôi chùa mình làm ra. Lúc bây giờ thầy ngồi thầy quán chiếu thế này, người ta lao động bán mặt cho đất, bán lương cho trời, kiếm từng đồng từng két đem vào chùa để cúng dường. Họ nhìn ăn nhịn mặc để cúng dường. Rồi người công người thợ họ đổ mồ hôi nước mắt ra để họ làm, họ kiếm một đời sống của họ. Mình thì nhận tay bên này đưa qua tay bên kia để cho cái ngôi chùa này nó hình thành lên. Rõ ràng mình chưa làm một cái gì trong chùa hết. Và nếu như có làm gì thì cũng chỉ để kiếm một chén cơm ăn để khối nợ đàn na thí chủ. Quán chiếu như vậy thì thấy xả ly liền lập tức. Và lúc bây giờ chùa to chùa lớn gì không nhầm nhòi nữa, thấy trong tâm mình rất nhẹ nhàng. Đó là riêng bản thân thầy làm được như vậy. Mong rằng quý vị chúng ta cũng nên làm như thế ở tại gia đình chúng ta. Nhà cửa mọi thứ cũng chỉ là cái phước duyên trong nhiều đời do công đức chúng ta tạo ra. Không có gì là hãnh diện khi chúng ta chưa bố thí cho ai hết. Không có gì mình hơn người ta mà mình hách dịch. Cũng không có gì mình thua người ta mà mình đau khổ. Không có gì hết. Tất cả phương tiện vật chất chỉ là tạm bợ sinh tồn mà thôi. Trong tâm bây giờ nó sạch lặng lòng. Cho nên có thêm một chút mình cũng không say đắm. Có mất một chút mình cũng không khổ đâu. Phải tập quán từng chút như vậy đó. Chứ không khéo là nó dính mắc dữ lắm chứ không đơn giản đâu. Nó dính mắc tới khi mà mình chết rồi cứ lần quần ở chùa đấy. Không phải không có. Ông thầy cũng lần quần mà Phật tử cũng lần quần. Thầy cúng dường vô nhiều đó. Rồi chấp cái chùa đó cứ lần quần chết rồi cứ lần quần ở chùa đấy. Không có giải thoát được, lần quần kiếm chỗ đầu thai vô chùa tu tiếp. Vô rồi bắt đầu gặp tiếp oan gia trái chủ nữa. Thế nên không có xả ly được đó. Thành cái tâm xả ly rất là quan trọng trong đời sống tu tập. Nó tới đâu rồi hả? Tâm không phân biệt như mặt đất, không nghĩ sạch dơ, tốt xấu sai khác. Rửa sạch những cấu nhiễm trần lao như tịnh thủy, cháy hết củi phiền não như lửa hồng, đi qua các thế giới không chướng ngại như gió lớn, với tất cả pháp không dính mắc như hư không. Nơi tất cả thế gian không bị nhiễm ô như hoa sen, chuyên chở chúng sanh ra khỏi sanh tử như cổ xe lớn, chấn động pháp lôi, cảnh giác kẻ chưa thức tỉnh như mây dày mưa pháp cam lộ. Nhưng ước chúng sanh như mưa lớn, tức là làm cho chúng sanh thấm nhuần Phật pháp. Thấm nhuần là khi nào á, ví dụ cái thân của mình á, nó cái da nó mềm,
cho cái da mình mà nó bằng sắt thấm nổi không? Hả? Thấm hả? Thấm không nổi phải không? Mà muốn cho nó thấm vô sắt thì làm sao? Tức là mình phải nung, bỏ lửa mình nung cho nó cháy ra. Thì cái câu này nó hay, nó có ý nghĩa hay lắm. 3 năm rồi Phật pháp từ ngày gặp nhau tới bây giờ, nó trụ lũi hết. Cái da nó không phải là bằng sắt nữa, nó trụ lũi hết. Nhưng thấm như chút nào không? Ít nhiều thấm chút phải không? Thấm chút thôi, chắc là ngày trùng lắm, thấm trên dành mũ thôi. Còn nhiều dưới cô răng á, thấm chút dành mũ. Còn nhiều khi có người còn chia nữa, lá dù chia cho kỹ nữa, rồi nương dính là dù đó hết trọi. Nên là cái này chúng ta cố gắng, có khi thầy nói tới đâu thầy biết chỗ đó thầy nói rồi, nhiều khi thầy không nói lại, tại vì nói lại sợ thừa là sao? Tức là người biên tập kinh sách sau này á, những bài giảng của thầy có thể biên tập lại kinh sách, nếu không khéo thì sẽ thấy rằng thầy nói đi nói lại, thầy không muốn chuyện đấy. Và hồi xưa thầy nói tại chùa Điều Ngự, thầy nói là thầy nói ngày hôm nay thầy không muốn nhắc lại nữa, cho nên nghe một lời cho kỹ, và lần sau này thầy sẽ nói thêm chuyện khác, chứ không có thì giờ cứ nói đi nói lại một chuyện mà có khi nói chập rồi thấy nói lại các vị nghe mớ toanh hết rồi, không có gì là cũ hết. Ít nhất nó cũng cũ chút sao nó mới quá, nghe giống như là nó mới nghe lần đầu. Nhắc đi nhắc lại hoài vậy mà nó chưa vô được á, nó chưa thấm được á. Nhắc đi nhắc lại hoài nhưng mà nó không thấm được. Nói suy cho cùng chỉ có 3 chữ thôi: chỉ quán và thiền na. Chỉ có 3 chữ đó thôi. Chỉ tức là dừng lại tất cả mọi vọng tưởng, quán tức là soi chiếu nó để nó thấy tự tánh vốn không của nó, và dứt sạch tất cả mọi phiền não. Chỉ có 3 chữ đó thôi. Nối thiên kinh vạn điển chỉ có 3 chữ, nhưng cũng từ 3 chữ đó nối ra tất cả. Nối cách này cách kia để chúng ta thấm vô chút xíu mới có trên giành ngủ à. Loài ma ngoại đạo chấn động đến được như núi kim cương. Chư Bồ Tát Cực Lạc Tây Phương, loài ma ngoại đạo không thể động đến được, vững chắc như núi kim cương. Nơi các pháp lành là bậc tối thượng, chỉ nói nơi các pháp lành là bậc tối thượng thú như Phạm Thiên Vương. Ở trong các pháp lành, các pháp thiện, thì Phạm Thiên Vương, tức là vua của trời Đại Phạm, là cái người làm việc thiện nhiều nhất ở trong 3 cõi này. Xem nào thầy hỏi, ai là cái người làm việc thiện nhiều nhất ở trong 3 cõi? Thì trả lời sao? Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương hay là vua cõi trời Đại Phạm. Ai là cái người cúng dường bát cháo đầu tiên cho Đức Phật trước khi Ngài thành đạo? Sujata. Ai là cái người cúng dường bát cháo cuối cùng? Thuần Đà. Ai là cái người quy y Tam Bảo đầu tiên? Không phải là xuất gia nghe. Ai? Gia xá quy y Tam Bảo hay là Nhị Bảo? Lúc bây giờ chưa, trên đường Đức Phật đi từ đâu? Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Uyển. Lúc đó trên thế gian chỉ có Phật, có gì nữa? Có Pháp, chưa có Tăng. Sao gọi là gia xá chỉ có quy y Nhị Bảo? Nhóm gia xá. Ồ, cái này phải cẩn thận, nó có 2 nhóm đó. Cái đó phải coi lại. Phải coi lại. Có một nhóm, xem là thật có thể hỏi là ai là cái người quy y Tam Bảo đầu tiên? Ai là cái người quy y Nhị Bảo đầu tiên? Nhị Bảo tức là có Phật, có Pháp thôi. Như nữa, lúc mà Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Lộc Uyển, Đức Phật có gì? Có quy y cho ai? Mấy người? Hai người tên gì? Không nhớ. Lúc đó là họ quy y cái gì?
quy y nhị bảo. Hiểu không? Nhị bảo tức là các Phật và Pháp thôi, chưa có tăng, cho nên chưa gọi là tam bảo. Hiểu không? Ai là vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Hỏi ông gì, nó ông già, tính nó cái đứa ông già. Cho nên những cái chuyện nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà chúng ta không để ý. À, rồi thôi, chúng ta tự tìm kiếm những cái thông tin đó. Nơi các pháp lành là bậc tối thượng thủ Như Phạm Thiên Vương, che mát tất cả như cây Ni Câu Luật. Ni Câu Luật là cái gì mình chưa biết, chứ mà có thể cái này nghe nó to lớn lắm, nó có thể che mát tất cả nó. Rất là ít có, khó gặp như là hoa vô Ưu Đàm Bác. Ưu Đàm Bác nó có tên khác là tên gì? Ưu Đàm Bác, Vô Ưu, còn có tên khác là gì nữa? Không phải Mạng Đà La, không phải hả? Hoa Linh, Linh, Linh gì? Hoa Linh Thoại hả? À, Hoa Linh Thoại. Linh Thoại là cái chữ Ưu Đàm Bác đó. Linh Thoại tức là nó như là một cái loại linh hiển trong huyền thoại vậy đó. Người ta có những cái huyền thoại về cái hoa này, cho nên cái chỗ người ta gọi là Hoa Linh Thoại, Hoa Ưu Đàm Bác hay là Vô Ưu. Oai phục ngoại đạo như Kim Sĩ Điếu. Kim Sĩ Điếu là cái gì? Là con gì? Là ông gì? Hả? Chim Đại Bàng thì nó là oai phục như là chim đại bàng, tại sao nó là Kim Sĩ Điếu? Kim là gì? Là vàng. Sĩ là gì? Xấu hả? Đúng rồi. Đúng là hán rộng quá, nói vậy trời. Cho nên là Kim Sĩ, Sĩ tức là gì? Là loài chim. Nó loài chim, chữ Hán đó là loài chim. Mà Kim tức là vàng, điếu tức là con chim điếu. Hay, chim điếu này người ta có thể gọi là chim đại bàng. Nó to, loài chim điếu này người ta ngày xưa người ta gọi là chim đại bàng cánh vàng. À, cái loài này oai phục ngoại đạo, tức là nó có thể làm cho các loài ngoại đạo khiếp sợ nó. Oai phục ngoại đạo như Kim Sĩ Điếu, không có chứa để như loài du cầm. Các vị Bồ Tát họ không có tích lũy cái gì, không có chứa cái gì, không có để dành cái gì. Giống như là loài du cầm, nay chỗ này mai chỗ kia, ăn chỗ này xong mà thôi chỗ khác, chứ không có việc gì phải tích lũy. Chứ đừng nói là các vị Bồ Tát như loài du cầm ha. Không có, trong tâm các ngài không có chứa đưa cái gì hết. Còn chúng ta thì chứa kỹ lắm, cái gì cũng có. Có một cái cô Phật tử kia, cô không biết cái gì mà cô cứ đem cuộc sống nó khó khăn. Từ cái thời bao cấp, chồng đi ở tù, thành cái gì cũng có tích lũy, thấy cái gì cũng là để dành, biết đâu mình sẽ dùng tới nó. Và lâu ngày nó quen là tới xứ Mỹ này cũng mới đầu tích lũy, thấy cái bịch ni lông cũng xếp lại cất, rồi mọi thứ cất trong nhà, cất miếng chút xíu, nó còn một chút xíu rồi cái là con cái nó thấy nó bực bội quá, cây nó mới tới, nó rinh, nó liên ra ngồi kia hết, nó cho hết. Rồi nó nói rằng là mẹ cần cái gì thì con mua cái đó. Quá quá hạnh phúc phải không? Một người có trí giải thoát thì họ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà bà cụ thì sao? Bà nằm mà bệnh 5 ngày. Bà nói thôi hết rồi. Hết rồi. Mặc hết. Cứ nằm nói vậy. Cái câu nói đó từ đâu mà ra? À, từ nghiệp. Phải không? Cái nghiệp. Chúng sanh vui với nghiệp của mình. Nó vui trong cái nghiệp đó. Nó hạnh phúc trong cái nghiệp đó. Bây giờ bỏ ra tự nhiên nó đau khổ. Rồi sao? Cái cô Phật tử này mới nói với thưa thầy, con làm như vậy có đúng hay sai? Thầy nói, thấy nó vậy không có tác dụng đâu. Cô này nói, sao thầy nói không có tác dụng? Đó, bây giờ con ngon lành, nhà cửa trống trải rồi. Thầy nói, từ từ, 2 năm sau quay lại coi. Ý chăng? Nó còn trở lại như cũ. Tức là cái nghiệp đó nó lôi trở lại. Từ từ nó na về.
Thậm chí đi ngồi đường thấy cái món gì người ta bỏ cũng ra về. À, cho nên chúng ta thấy chúng sanh vui với cái nghiệp của mình, sống trong cái nghiệp của mình, chấp trước trong cái nghiệp của mình và chết vì cái nghiệp đó, khổ đau trong nghiệp đó như ngưu màu ai vị. Như con trâu ngưu nó bến cái đuôi của nó tiếc cái nghiệp đó, bỏ không nổi. Bỏ nghiệp mà bỏ nổi thôi thành Phật hết rồi. Không có chứa đỡ như loài du cầm, không ai thắng được như là ngưu vương, tức là con trâu chúa đó. Con trâu các vị biết nó các vị thấy nó bán lộn chưa? Hả? Con cọp với con trâu con nào bán hơn con nào? Hả? Vậy chưa thấy hả? À. Con hồi đó thầy có nghe câu chuyện ở tại gần nhà của thầy. Là có ông chú ở dưới xóm, ông chăn bò, rồi ông lừa bò về. Thì lúc bây giờ buổi chiều còn sớm mà sao có một con cọp nó ra. Nó ra thì nó vây cái đàn bò, bò sợ quá, co rúm lại một chỗ. Và cọp nó là một cái loài nhà vỏ, cho nên cứ mình cầm cái gì cũng được, cứ mình đưa tay thẳng lên ấy, nó rất là sợ. Nó sợ như ngọn giáo đâm nó, không dám lại gần. Nó chưa biết cái gì nó không dám. Và mình la nó cũng không dám. Thì lúc đó nhưng mà bò không dám đi và ông cũng không dám đi. Chỉ cần sơ hở là nó xé xác liền. Nó cứ đi vòng 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 nó lựa thế để nó tấn công. Thì lúc đó nghe đâu là buổi sáng đó, gần đó có hai con trâu. Nó bán lộn với nhau. Con trâu nó bán lộn không phải như con bò, nó bán rầm 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 rầm. Rồi con nào thua bỏ chạy. Mà trâu nó bán từ từ. Nó cứ tai qua, tai lại, tai qua, tai lại vậy đó. Mà nghe nói nó bán từ con 8, 9 giờ sáng á, mà nó bán tới 6 giờ chiều. Nó cứ vậy đó. Nó cứ từ từ như vậy đó. Cái sức díu dài nó dễ sợ lắm, bền bỉ nó cơ lắm. Và con nào mà thua nó sẽ đuổi con đó tới chuồng luôn á. Chứ không phải nó đuổi chút thôi đâu. Thì lúc đó nó đuổi con trâu thua chạy, thì chạy ngang qua nó hít cái mùi của con cọp. Thì nó tự nhiên nó bỏ con trâu kia, nó quay lại. Nó đuổi con cọp này. À, mà con trâu mà nó đang bán con thua rồi, cái máu nó dơ sợ lắm. Chứ mà con cọp thấy nó là bỏ chạy muốn chết luôn á. Thành ra cái loài trâu thấy nó vậy cho nó đừng có coi thường nó dữ lắm đó. Nó bình thường nó rất có nghĩa, nó chậm như vậy đó. Nhưng mà khi nó nổi điên lên rồi thì không ai chịu nổi nó đâu. Không ai thắng được như ngư vương, khéo điều phục thuần thục như tượng vương. Điều phục cho nó thuần thục. Hồi xưa bà Bùi Thị Xuân ra ở tại núi gì tại Huế, núi gì hình như núi Ngự, tại cái vùng đó bà luyện tập cả hàng trăm thất vôi để cho Quang Trung sử dụng trong vôi trận á, vôi giếng đó. Nghĩ con người đàn bà cũng dễ sợ. Bà không hiểu sao vôi nó thấy bà là nó sợ. Và tướng giật có nói rằng là gần cọp còn dở hơn là gần bà. Nên cái người đàn bà cũng dở sợ. Được vô sở ý như sư tử vương. Được cái đức tính không có sợ hãi giống như là vua sư tử hay là sư tử chúa. Đại từ bình đẳng như hư không rộng ra. Hư không rộng ràng nó sẵn sàng chứa tất cả, bao dung tất cả. Dứt lòng ganh ghét vì chẳng đố kỵ. Hỡ còn ganh ghét nhiều là còn tật đố, còn đố kỵ nhiều trong tâm. Phải thấy như vậy. Người tu chúng ta những cái pháp này, những câu này thầy đọc chậm, đợi chúng ta chiêm nghiệm. Và mỗi khi nghe chúng ta nên nhìn thẳng vào tâm của mình. Tại vì chúng ta đang muốn làm một vị Bồ Tát cực lạc Tây Phương. Chúng ta nếu còn lấy những cái chấp trong tâm này thì chúng ta phải phát nguyện bỏ đi. Bỏ được hay chưa chuyện là tính sau, nhưng mà phải thấy rõ trong tâm của mình trước cái đã, đó là người học Phật. Dứt lòng ganh ghét vì chẳng đố kỵ người hơn mình, chuyên ưa cầu pháp lòng chẳng chán đủ.
Học Phật Pháp mà là không chậm nó thôi đủ rồi đã, thấy mệt quá, chán quá, sáng đi học chiều nghỉ, dư rồi. Cái đây là chưa phải là cái tâm mà quyết định ra khỏi sanh tử. Thường muốn giảng dạy, chí nguyện chẳng mỏi mệt. Những cái khi mà học Phật Pháp và khi muốn đem chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, tự nhiên trong tâm chúng ta nó khởi lên cái tâm nguyện là muốn hoành pháp, muốn đem Phật Pháp trang trải khắp mọi nơi, chí nguyện chẳng mệt mỏi. Đến pháp cổ dựng pháp tràng. Đến pháp cổ tức là gì? Đến cái trống pháp dựng pháp tràng, tức là dựng lên cái ngọn cờ, ngọn cờ pháp. Ở mình đây cũng có thể rằng là chúng ta đang đến pháp cổ và dựng pháp tràng đó. Những cái việc nhỏ nhỏ như vậy, chư đại Bồ Tát thì làm những việc lớn lao, còn chúng ta làm nhỏ nhỏ như vậy cũng có một chút ý nghĩa của pháp cổ và dựng pháp tràng. Chiếu huệ nhật, tức là làm cho trí tuệ mặc như chiếu sáng như mặt trời. Ngày đêm chúng ta học Phật Pháp, chủ nhật 24/6 chiều thứ bảy, một cái ngôi chùa mà Phật Pháp được diễn sướng như vậy, năm này sang năm kia, đó chính là cái hình ảnh của huệ nhật đó, phá đi cái tâm vô minh đó, cái tâm không hiểu biết, và chiếu sáng trí tuệ, trừ si ám, trừ si ám. Tu lục hòa kính, lục kính tức là tu pháp lục hòa đó. Lục hòa kính là gì? Thân giới hòa đồng gì? Giới hòa đồng tu, thân gì? Thân hòa đồng trú, hay là thân hòa đồng ở với nhau. Rồi gì? Khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng, đồng duyệt. Gì nữa? Lợi hòa đồng quân, kiến gì? À, kiến hòa đồng dạy. Mình có thực hiện được chút xíu nào lục hòa không ạ? Tôi xấu hổ quá. Không có chút nào hết. À, khẩu hòa vô tranh, cãi lộn luôn. Ý hòa đồng diệt, cái ý mình nó chưa có rõ thì từ từ mình tìm cách mình sang bằng mình hài hòa với nhau. Cứ lên án mạt sát. Trước mặt thì không nói, sau lưng nói đủ thứ. Đâu sẽ làm sao nên diệt được. Lợi hòa đồng quân á, thì muốn ăn, mình muốn ăn cho ngon hơn. Hay là cái gì ngon ngon mình lấy trước. Chứ không phải là đấy. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa hả? Có nhiều cái chúng ta nên chiêm nghiệm trong Phật Pháp mà chúng ta không thực hiện được. Thường hành pháp thí, tức là thường thực tập bố thí pháp. Chí dũng mãnh tinh tiến, lòng không khiếp nhược thối chuyển. Là đèn sáng cho đời, là ruộng phước thù thắng. Chư đại Bồ Tát Cực Lạc Tây Phương như vậy, lòng không khiếp nhược thối chuyển, là đèn sáng cho cuộc đời, là ruộng phước thù thắng. Làm thầy diều dắt, bình đẳng không thương ghét. Cái này là một điều rất khó. Chúng ta người thương, chúng ta chu đáo hơn, chăm sóc kỹ hơn. Còn cái người ghét, chúng ta lơ là. Nhưng các vị đại Bồ Tát Cực Lạc Tây Phương không phải như vậy. Không có thương và ghét. Thành ra diệu giác bình đẳng hết tất cả mọi chúng sinh. Chỉ thích chánh đạo, không ưa muốn gì khác. Cái câu mà không ưa muốn gì khác rất là hay. Chỉ thích chánh đạo. Có nhiều lần thầy đã thưa với các Phật tử rồi, các vị cứ tự chiêm nghiệm một lần mà xem, trong suốt cuộc đời của mình cái gì có ý nghĩa thật sự đâu. Chỉ có những giây phút học đạo thiền định để tích lũy công đức, cái đó là cái ý nghĩa đưa các vị ra khỏi sanh tử luân hồi. Hoặc là chí ít nó nâng cao cái đời sống tâm linh các vị lên các cảnh giới cao hơn. Chỉ có như vậy mà có ý nghĩa. Còn ngoài ra có gì ý nghĩa nữa đâu. Tất cả những cái gì mà chúng ta khổ cực lo toan vung vén giữ gìn trong suốt một đời, bây giờ nhìn lại xem, không thấy cái gì có ý nghĩa hết. Nhổ gai ái dục để an ổn quần sanh. Ái dục nó làm chúng ta chìm đắm. Nó như gai, nó làm tổn thương. Và nhổ cái gai ái dục này để an ổn quần sanh. Công đức trí huệ đều thù thắng, không ai là chẳng tôn kính. Chư đại Bồ Tát Cực Lạc Tây Phương có những công đức rất lớn như vậy. Diệt ba chướng, phiền não chướng, gì nữa? Sở tri chướng, gì nữa? Nghiệp chướng, gì nữa? U minh ám chướng. Có phải không?
cứ có chướng chướng là đưa vô. Rồi gì nữa? Chướng tay gây mắt. Tức là không phải như vậy. Các vị giờ tìm lại ba chướng Thầy đã giảng từ lần trước rồi. Du hí thần thông đầy đủ tất cả những lực. Du hí thần thông tức là cái thần thông tự tại, đùa giỡn. Lấy cái qua địa cầu này ném xa thích mù, lấy cái bình bát hốc hết nước biển của đại dương mà chúng sanh trong đó hoàn toàn không hề hay biết. Có các vị Bồ Tát gom cả thế giới mười phương bỏ trong cái lỗ rốn của mình nằm ngồi nhìn chơi. Có những cái vị lấy cái cung điện người ta cúng dường đem cất vô trong cái lỗ rốn tới vô lượng kiếp đem ra cho chúng sanh ngồi nghe pháp. Đó là du hí thần thông, tức là cái thần thông tự tại đùa giỡn. Và những chúng sanh có tâm phân biệt thì không thể nào hiểu nổi cảnh giới này. Đầy đủ tất cả những lực như là nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, phương tiện lực, thường lực. Nhân lực là gì? Tức là cái sức mạnh của nhân nghĩa đó. Duyên, duyên tức là cái sức mạnh của duyên, là những yếu tố hợp lại. Ví dụ như một người đứng nói chúng ta thấy bình thường, nhưng mà 10 người cùng nói chúng ta thấy cái duyên không? Cái duyên nó kết hợp lại đó, nó tạo ra sức mạnh khác nhau. Rồi ý lực, cái ý tức là cái sức mạnh của ý chí, nguyện, nhiều khi không có, có muốn làm gì hết, nhưng mà vì nguyện lực thành ra phải làm. Phương tiện lực tức là những cái phương tiện tạm thời. Ví dụ như bây giờ mình ngồi nghe pháp mà không có cái nhà này, không có cái chùa này, mình ngồi nói đâu có lâu được, phải không? Cho nên nó cũng là cái sức mạnh của phương tiện để giúp chúng ta có thể an ổn trong này. Đó là phương tiện lực. Thường lực tức là cái sức mạnh thường hành. Thiện lực tức là cái sức mạnh của việc lành, của việc thiện. Định lực, định lực tức là cái lòng kiên cố đó, lòng kiên cố. Huệ lực tức là sức mạnh của trí tuệ. Người Mỹ này họ sử dụng sức mạnh trí tuệ họ rất là mạnh. Đa văn lực, thí lực, giới lực, nhẫn lực, tinh tiến lực, thiền định lực, trí tuệ lực, chánh niệm lực, chỉ quán lực, thần thông lực và năng lực. Những cái này các vị tự mình chiêm nghiệm ha. Điều phục các chúng sanh đúng pháp, sắc thân tướng hảo, công đức biện tài đều đầy đủ trang nghiêm không ai bằng, cùng kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật đồng khen ngợi, đã rốt ráo ba la môn ba la mật của Bồ Tát tu các môn không vô tướng, vô tác, vô nguyện tam muội, và các môn tam muội bất sanh bất diệt, rời xa địa vị thanh văn và duyên giác. Này chư Bồ Tát, này A Nan, chư Bồ Tát nước An Lạc thành tựu vô lượng công đức như vậy, ta chỉ nói lược cho ông đó thôi. Nếu nói rộng ra, thời nói suốt trăm nghìn muôn ức kiếp cũng không hết được. Chúng ta dừng lại ở đây.